Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2019 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng, trong phần hai là nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng với Bích Phượng. Chứng khoán giảm mạnh khi Trung Quốc trả đũa thương mại, Chứng khoán giảm mạnh hôm thứ hai sau khi Trung Quốc quyết định tăng thuế đối với một số hàng hóa của Mỹ khi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang gia tăng. Chỉ số Dow Jones giảm 617 điểm, tương đương gần 2,4% và được xem là phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ ngày 3 tháng Giêng. S&P 500 cũng có ngày tồi tệ nhất kể từ đầu tháng Giêng, giảm 2,4%, Nasdaq giảm 3,4%. Trung Quốc sẽ tăng thuế đối với hàng nhập cảng trị giá 60 tỷ Mỹ Kim của Mỹ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Hàng hóa bị ảnh hưởng và các hàng loạt các sản phẩm nông nghiệp. Điều này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tăng thuế đối với hàng nhập cảng của Trung Quốc vào tuần trước. Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định của Hoa Kỳ đã gây nguy hiểm cho lợi ích của cả hai quốc gia và không đáp ứng được kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế. Cổ phiếu của Bellwether Caterpillar đã giảm 5%, trong khi Apple giảm 5,2%. Cổ phiếu Boeing đã giảm hơn 3%. Thị trường châu Á giảm mạnh. Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,7% vào thứ hai, trong khi Shanghai Composite kéo lại 1,2%. Chứng khoán châu Âu cũng giảm. Chỉ số Stock 600 giảm 1,1% trong khi DAX của Đức giảm 1,3%. Lợi suất trái phiếu của Bộ Ngân Khố 10 năm giảm xuống 2,4% vào thứ hai, trong khi lãi suất 2 năm giảm xuống 2,18%. Chỉ số biến động Clope được coi là thước đo sợ hãi tốt nhất trên thị trường chứng khoán, tăng 4,7 điểm trên 20,72%. Ngoại trưởng Mỹ ghé châu Âu bàn về Iran trước khi đến Nga. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Brussels hôm 13 tháng 5 để bàn về những vấn đề khẩn cấp. Trong đó có hồ sơ Iran. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ vào tối hôm qua cho biết Ngoại trưởng Mỹ đã thay đổi lịch trình vào giờ chót, hủy chiến đến Moscow và sẽ đến thẳng Sochi vào ngày hôm nay để gặp Tổng thống Nga Putin. Ngoại trưởng Ravrov Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp xúc với ai ở Brussels, mà chỉ nói gọn là ông Pompeo sẽ gặp giới chức lãnh đạo Anh, Đức và Pháp, tức là ba quốc gia châu Âu đã ký hiệp định hạt nhân Iran vào năm 2015, cùng với Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, đúng một năm sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, chính quyền Iran đã thông báo đình chỉ thực hiện một số cam kết đã ký. Tehran đồng thời gửi tối hậu thư cho Liên hiệp Âu Châu, vẫn rất gắn bó với thỏa thuận đe dọa hủy bỏ một số giới hạn mà Iran đã đồng ý về chương trình nguyên tử. Nếu trong vòng 2 tháng mà châu Âu không đưa ra lĩnh vực dầu khí và ngân hàng, Iran ra khỏi vòng cô lập do trừng phạt của Mỹ. Sáu công ty Trung Quốc bị cấm xuất cản hàng hóa của Mỹ. Hôm 13 tháng 5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra thông cáo cấm 6 doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc một công ty Pakistan và năm công ty có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất United Arab Emirates xuất cản các công nghệ của Hoa Kỳ cùng với các hàng hóa khác. Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại cho biết bốn công ty Trung Quốc đã cố gắng mua hàng hóa có nguồn gốc từ Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ cho chương trình sản xuất vũ khí, hủy diệt hàng loạt và các chương trình quân sự của Iran và như vậy đã vi phạm luật kiểm soát xuất cản của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại cho biết hai công ty Trung Quốc khác đã được thêm vào danh sách các thực thể bị cấm xuất cản hoặc chuyển giao công nghệ vì cung cấp hàng hóa cho các tổ chức liên kết với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Các doanh nghiệp Trung Quốc bị cấm là Alvin Electronic Technology Corporation có trụ sở tại Thâm Quyến, Long khui Khu ở Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, công ty công nghệ điện tử Multimart ở Nam Hải, tỉnh quảng đông, zishao cbm future new material science and technology ở lâm hải, tỉnh chiết giang, tenko technology và utron technology đều ở thâm quyến. theo bộ thương mại mỹ, các công ty alvin, mo smart, Tenco và utron đều có văn phòng tại hồng kông. hàng chục tiểu bang hoa kỳ cáo buộc Tiva và các nhà sản xuất dược phẩm khác ấn định giá hàng chục tỷ bang Hoa Kỳ nộp đơn kiện cáo buộc Teva Pharmaceuticals USA gian xếp một âm mưu với 19 công ty dược phẩm khác để bơm giá thuốc lên đôi khi hơn 1.000% và không cho phát triển sự cạnh tranh của thuốc generic giá thuốc tăng vọt từ cả các nhà sản xuất thuốc biệt dược và generic gây ra phẫn nộ và dẫn đến các cuộc điều tra ở Hoa Kỳ những lời chỉ trích đến từ khắp nơi, từ tổng thống Donald Trump đến các nhà lập pháp dân chủ, trong đó có thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, người đang tranh cử tổng thống. Theo đơn kiện của 44 tiểu bang nộp lên tòa án ở Connecticut, 20 công ty dược phẩm đồng lõa để phân chia thị trường thuốc để tránh cạnh tranh và trong một số trường hợp thông đồng để ngăn giảm giá hoặc để tăng giá. Đại diện của Teva USA, công ty con của Teva Pharmaceuticals Industry của Israel nói rằng họ sẽ chống lại vụ kiện này. Đơn kiện 500 trang cáo buộc ngành thuốc generic, chủ yếu bán thuốc đã hết bản quyền phát minh và có giá rẻ hơn. Thường có những thỏa thuận ngầm để bảo đảm những công ty lẻ ra là đối thủ đều có thị phần công bằng. Đơn kiện cho hay có vẻ không hài lòng với thị phần công bằng và để tránh giảm giá. Tiva và các đồng phạm phát động một trong những cuộc thông đồng ấn định giá gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trump Organization đối mặt án phạt hàng triệu Mỹ Kim vì gây ô nhiễm. Thị trưởng New York Bill de Blasio, người đang cân nhắc sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2020, hôm 13 tháng 5, đã đe dọa sẽ phạt tổ chức Trump 2,1 triệu Mỹ Kim mỗi năm kể từ năm 2030, trừ phi tổ chức kinh doanh của tổng thống Donald Trump phải cắt giảm lượng phí phát thải từ các tòa nhà của mình. Ông de Blasio phát biểu tại một cuộc họp của Tháp Trump, nơi có tư dinh của ông Trump và cũng là trụ sở của các hoạt động kinh doanh của ông. Việc anh là ai, cho dù có là tổng thống Mỹ, cũng không quan trọng. Anh phải tuân thủ luật pháp của thành phố New York. Trong lúc vị thị trưởng dân chủ này phát biểu, những người biểu tình đối lập đã dơ cao các khẩu hiệu sau lưng ông, de Blasio, trong đó gọi ông này là thị trưởng thất bại và ủng hộ cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump với khẩu hiệu Trump 2020. Một sắc lệnh của thành phố New York sẽ có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 5 để đặt ra các chuẩn mực phát thải cho các tòa nhà lớn như tòa tháp Trump, một tòa nhà chọc trời cao 58 tầng trên đại lộ số 5 của Manhattan. Tổng thống Trump khẳng định nữ dân biểu dân chủ Rashida Plouffe thu ghét do Thái rõ ràng. Hôm thứ Hai 13 tháng 5, Tổng thống Trump lên án nữ dân biểu dân chủ Rashida Tlaib đã tuyên truyền sự thù ghét chính phủ Do Thái và nhân dân Do Thái. Khi bà Platt bày tỏ cảm nghĩ về chuyện dân Do Thái bị tàn sát trong đại nhị thế chiến, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, bà nói bà cảm thấy trơ trơ, không xúc động. Vì cuộc thảm sát nhiều triệu dân Do Thái, vì tổ tiên bà là người Pakistan đã mất đất và mất mạng khi tìm cách sống với người Do Thái ở Trung Đông. Tổng thống Trump viết trên Twitter như sau. Nữ dân biểu Thurp bị chỉ trích do những lời nói khủng khiếp của bà ta về Holocaust. Bà ta rõ ràng căm ghét Israel thấu xương và cả dân tộc Israel. Tổng thống Trump đã từng chỉ trích nữ dân biểu dân chủ Ilhan Omar. Cùng với bà Thurp, bà Omar là một trong hai dân biểu Hạ viện đầu tiên gốc Hồi giáo đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ trong tháng 11 năm 2018 cũng về vấn đề bài do thái, ông Trump đã kêu gọi bà Omar phải từ chức. Số người bị mắc bệnh sởi ở Mỹ lên tới 75 trường hợp trong tuần qua. Theo Trung tâm CDC, hôm thứ hai 13 tháng 5 cho hay chỉ trong vòng tuần qua con số người Mỹ bị lây bệnh sởi đã lên tới 75 trường hợp, khiến tổng số bệnh nhân đã lên 839 người trong 23 tiểu bang. Trong năm nay, con số người bị mắc bệnh sởi đã lên cao nhất tại Hoa Kỳ từ năm 2004. Đến nay và kể từ khi có tuyên bố bệnh sởi đã bị truy diệt tận gốc ở Mỹ từ năm 2000, cơn dịch tăng lây lan với tốc độ khá nhanh vì con số 75 trường hợp mắc bệnh mới còn cao hơn cả 60 trường hợp của hai tuần lễ trước đó gộp lại. Obomaya Amenka, phụ tá giáo sư về y tế công cộng thuộc Đại học Butler University cho hay Vụ tăng này đáng lo ngại, nhất là khi con số giảm trong các tuần trước cho thấy có thể kiềm hãm đà lây lan, nhưng nay thì không phải như thế. Đa số các ca bệnh mới phát ra ở thành phố New York City và vùng phụ cận, nơi đã có nhiều trăm trường hợp bảo vệ trong năm nay. Khu vực có phát bệnh sởi là các cộng đồng người Do Thái chính thống và cha mẹ nơi đây từ chối không cho con chích ngừa. Tình hình đáng ngại đến nỗi giới chức địa phương đã lan bệnh tim ngừa bệnh sởi bắt buộc trong một số khu vực. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Thanh Trang sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.